tiếp tục kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 ngày 26 tháng 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về các vấn đề kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và dự kiến năm 2025. Phát biểu tại phiên thảo luận tổ 12, gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Bình, Bắc Cạn, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, nhìn chung, thành tựu kinh tế xã hội thời gian qua đạt được là rất lớn. Chúng ta ngày càng có kinh nghiệm, hướng và sản xuất kinh doanh với những con số rất đáng mừng. Nhưng nhìn vào thực chất, cũng còn những vấn đề rất lo, do đó phải nhìn vào những mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Phát triển kinh tế xã hội phải bền vững, thành quả phải đến tận tay người dân, nâng cao được mức sống của người dân. Kết quả tăng trưởng, dự trữ ngoại tệ và các số liệu vừa qua là tốt, nhưng nếu mọi nguồn lực được sử dụng tốt hơn thì kết quả sẽ còn cao hơn. Đề cập vấn đề chống lãng phí, Tổng Bí thư chỉ rõ, đây là tình trạng người dân bức xúc. Dân hỏi, mình không trả lời được. Ai cũng nói mảnh đất đó là vàng, là quý, giá trị bao nhiêu tiền, nhưng sao đứng im, chục năm vẫn để cỏ mọc. Vậy ai chịu trách nhiệm? Nhà nước cấp thế nào mà để lãng phí? Nếu doanh nghiệp không làm thì phải thu theo quy định. Vướng chỗ nào thì tháo gỡ đi, phải có người chịu trách nhiệm. Đây là tài sản của nhà nước, tiền của nhân dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Đề cập câu chuyện có tiền mà không tiêu được, Tổng Bí thư nêu rõ. Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng của năm nay chưa được 50%. Chúng ta chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm thì có giải ngân được hết không? Chương trình mục tiêu quốc gia quyết định rồi, nhưng bây giờ lại nói vướng cái nọ, vướng cái kia thì là do ai? Quy định thế nào mà đến nhà nước còn không làm được thì doanh nghiệp làm sao làm được? Hàng trăm, hàng nghìn dự án ở địa phương được cấp cho doanh nghiệp, nhưng triển khai lại vướng, lại đứng chờ nhau. Tất cả do mình cả. Phải phối hợp, không đổ cho nhau hay chờ đợi nhau được, phải tìm cách trả lời cho dân, Tổng Bí thư yêu cầu. Nhìn lại chặng đường vừa qua, Tổng Bí thư cho rằng đất nước đạt được thành tựu rất lớn, song nhìn ra thế giới mới thấy sốt ruột vì họ phát triển rất nhanh. Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta cần nhìn vào những tấm gương đó để phấn đấu. Nguồn lực đất nước là không nhỏ, nhưng sản xuất trong nước chưa tương xứng, chưa được phát huy cũng là điều cần suy nghĩ để tìm đến tận gốc. Tiềm năng phải tạo ra được của cải vật chất, không thể chờ đợi lỡ mất cơ hội. Ai cũng nhìn thấy mục tiêu đã rõ, chỉ tiêu thống nhất, bàn nhau đồng thuận. Rồi thì phải cụ thể mỗi mốc đạt được cái gì, tiền đề, nền tảng phát triển tốt. Giá nhà đất tại Hà Nội đang thực sự nóng thời gian qua. Sau cơn sốt giá chung cư thì giá đất cũng đang leo thang, đặc biệt sau những phiên đấu giá đất được cho là bất thường và bất ổn ở một số khu vực vùng ven đang tạo ra áp lực rất lớn cho người dân trong việc tạo lập nhà ở. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân quan trọng là việc thị trường bất động sản hiện nay vẫn thiếu minh bạch thông tin dù vấn đề đã được đặt ra từ lâu. Những phiên đấu giá đất đến nửa đêm, thậm chí xuyên đêm với những mức giá chúng quá cao được cho là ngáo giá ở các khu vực ngoại thành Hà Nội khiến thị trường nhà đất ở nhiều khu vực ngày càng nóng. Tâm lý người dân đổ dồn vào đất ngày càng mãnh liệt. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể kể đến như sự khan hiếm nguồn cung ở các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tâm lý đầu cơ tích trữ đất vẫn còn phổ biến khiến giá đất bị đẩy lên cao. Tuy nhiên, có một nguyên nhân quan trọng nữa dẫn đến hệ quả này là do sự thiếu minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cũng như trong các hoạt động đấu giá đất. Những phiên đấu giá đất với mức giá chúng cao bất thường gần đây đã tạo ra hiệu ứng tâm lý khiến người dân và nhà đầu tư kỳ vọng giá đất sẽ tiếp tục tăng, từ đó càng đẩy mạnh hoạt động đầu cơ. Đánh giá về nhiễu loạn, thông tin thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay sau mỗi quý có đến gần chục báo cáo thị trường do nhiều tổ chức cả trong và ngoài nước công bố. Thế nhưng số liệu thường thiếu sự đồng nhất, thậm chí còn mâu thuẫn nhau. Việc đưa ra nguyên nhân hay dự báo thiếu chính xác sẽ gây nhiễu loạn thị trường, chưa kể việc lồng ghép thông tin có yếu tố lợi ích nhóm. Điển hình như chuyện thiếu nguồn cung căn hộ hiện chỉ xảy ra ở phân khúc căn hộ bình dân giá rẻ nhà ở xã hội. Căn hộ cao cấp còn rất nhiều, thậm chí đang còn dư thừa. Vậy nhưng thông tin thiếu nguồn cung, nhà đất vẫn được tung ra tiếp tay cho tình trạng thổi giá, tạo khan hiếm giả để trục lợi. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng Vương Duy Dũng cũng đã thừa nhận thời gian qua một số nhà đầu tư, người môi giới tung tin đồn thổi, mua đi bán lại bất động sản gây nhiễu loạn thông tin nhằm đẩy giá lên cao để trục lợi.
Đề cập đến vấn đề này, tiến sĩ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, số liệu báo cáo của các doanh nghiệp đều xuất phát từ lợi ích doanh nghiệp của họ. Vì vậy, báo cáo thị trường muốn khách quan cần có những đơn vị nghiên cứu thị trường độc lập. Nói về hệ lụy của thực trạng thiếu minh bạch thông tin trên thị trường bất động sản, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây là nguyên nhân trực tiếp tạo điều kiện cho các cò đất hoạt động, thúc đẩy tình trạng đầu cơ thổi giá. Khi thông tin về các dự án chủ đầu tư không được công khai rộng rãi kịp thời, cò đất sẽ có cơ hội tung tin giả hoặc thông tin nửa vời, không đầy đủ để thổi giá đất, kích động tâm lý đám đông, tạo sóng trên thị trường nhằm trục lợi, đẩy rủi ro về cho người tiêu dùng chân chính. Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân khiến thị trường nhà đất Hà Nội nóng như thời gian qua có một phần nguyên nhân rất lớn từ việc thiếu những thông tin công khai minh bạch rõ ràng. Nếu thông tin về thị trường minh bạch rõ ràng thì sẽ hạn chế được tình trạng đồn thổi, nâng giá và tạo sóng trên thị trường. Vấn đề thiếu minh bạch của thị trường bất động sản không phải là vấn đề mới. Bộ Xây dựng đã đề cập nhiều lần nhưng vẫn chưa làm được. Biết là không dễ, thậm chí có thể nói là khó, nhưng để ổn định thị trường thì khó cũng phải làm. Một vấn đề rất quan trọng đối với các cơ quan quản lý nhà nước hiện nay là phải xóa sổ, xây dựng được kho dữ liệu lớn về thị trường bất động sản. Ví dụ, chúng ta đã có khu dữ liệu lớn rồi, thì mảnh đất này, lịch sử mua bán trước đó đã được bán cho ai, giá cả bao nhiêu, khi cần tra ra ngay. Từ đó, nhiều điều hành quản lý giá nhà đất ở mức phù hợp, hay như quy hoạch chỗ này, chỗ kia được minh bạch, khi cần người dân có thể tra được ngay, thì sẽ ngăn chặn được tình trạng tung tin đồn, thổi giá. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, từ đầu năm 2024 đến nay, bên cạnh những tín hiệu tích cực thì thị trường cũng còn nhiều tồn tại như nguồn cung nhà ở giá rẻ, nguồn cung nhà ở xã hội chưa được cải thiện, áp lực cung cầu chưa được giải quyết. Đặc biệt, giá bất động sản khu vực Hà Nội bị tác động theo hướng tiêu cực dẫn đến hiện tượng giá chung cư bị đẩy lên rất mạnh. Các phiên đấu giá gần đây cũng bị lợi dụng làm cho giá cả tăng lên bất thường, làm lệch lạc thị trường. Luật quy định rất rõ, công khai thông tin nhà ở, bất động sản, tuy nhiên kết quả thực hiện vẫn còn hạn chế. Hiện nay, người dân vẫn gặp không ít khó khăn trong việc nắm bắt chính xác thông tin về các sản phẩm bất động sản, nhất là tại dự án nhà ở đang triển khai. Để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, việc minh bạch thông tin là một trong những yêu cầu hàng đầu. Đẩy mạnh số hóa thông tin thị trường, công khai thông tin quy hoạch, cấp phép dự án, quản lý, pháp lý dự án, niêm yết giá bán sản phẩm, người dân sẽ căn cứ vào đó để tìm hiểu trước khi quyết định mua bán. Cơ quan chức năng cần công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, nhất là các dự án lớn, trọng điểm tại địa phương để minh bạch thông tin, có biện pháp quản lý, kiểm soát hữu hiệu hoạt động môi giới. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay đã có 50 trên 63 tỉnh, thành phố ban hành một số văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai, nhưng chưa có địa phương nào ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Một số địa phương đã ban hành văn bản cũng chủ yếu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, điều kiện tách thửa, hợp thửa. Có 13 tỉnh, thành phố chưa ban hành văn bản nào. Để khắc phục tình trạng này, mới đây Thủ tướng Chính phủ một lần nữa phải ban hành công điện về việc tập trung chỉ đạo triển khai thi hành luật đất đai. Tại công điện, Thủ tướng đã phê bình nghiêm khắc 6 tỉnh, thành phố do chậm trễ trong ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra việc chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật đất đai. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện đầy đủ kịp thời các nội dung về việc tập trung chỉ đạo triển khai thi hành, trong đó tập trung chỉ đạo ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật và các quy định chi tiết. Việc ban hành văn bản trong quy định chi tiết phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2024, báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng, chịu mọi trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng, nếu để chậm trễ ban hành các văn bản nêu trên, công điện nhấn mạnh. Cần nhắc lại rằng, ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu tập trung chỉ đạo ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật đất đai và các nghị định quy định chi tiết, hoàn thành trước ngày 15 tháng 10.
Thực hiện công điện này, 63 trên 63 tỉnh thành phố đã ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai theo thẩm quyền của địa phương, trong đó có 2 tỉnh đã ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong luật. Nhiều tỉnh thành phố đã cơ bản hoàn thành việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, tuy nhiên vẫn còn một số tỉnh thành phố tiến độ ban hành văn bản rất chậm. Luật đất đai có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội cũng như quốc phòng an ninh. Luật giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều luật khác có liên quan. Đặc biệt, luật đất đai có nhiều nội dung mang tính đột phá quan trọng, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Với vai trò đặc biệt quan trọng như vậy và xuất phát từ yêu cầu giải quyết vướng mắc trong thực tiễn, khơi thông các động lực phát huy các nguồn lực đất đai, vốn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, từ nguyện vọng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nên việc các địa phương chưa ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền đã hạn chế hiệu quả triển khai thi hành luật. Do đó, vấn đề là cùng với sự đồng hành của Quốc hội, sự quyết tâm quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan, các địa phương phải cùng sắn tay vào cuộc để giải quyết căn bản nút thắt về thể chế đang tồn tại trong lĩnh vực này.